Các bạn đang thấy đây là cái quy trình mà các bác sĩ đang từng bước tiến hành dịch vụ bấm mí Multipoint. Để thực hiện dịch vụ bấm mí Multipoint này thì chúng ta sẽ có chỉ định với những khách hàng mà không có nếp mí này, hoặc khách hàng có nếp mí nhỏ không rõ ràng và muốn sở hữu một đường may, một đường nếp mí đẹp hơn thì sẽ đến với Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam được các bác sĩ thăm khám tư vấn để quyết định lựa chọn cho mình một cái nếp mí đẹp nhất. Sau khi khách hàng đã ưng ý với cái dịch vụ của chúng tôi thì các bạn ấy sẽ được các bác sĩ về thăm khám về sức khỏe. Khi mà đạt sức khỏe tốt rồi đó thì các bạn ấy sẽ được tiến hành là đưa lên phòng mổ và được các bạn y tá tiến hành đo huyết áp, tiến hành chuẩn bị trước mổ. Và một lần nữa thì khách hàng của chúng tôi sẽ được bác sĩ tư vấn trước phẫu thuật ngay tại trên phòng mổ để đi đến một cái thống nhất, một cái kết luận ở giữa khách hàng và bác sĩ, kết quả hài lòng. Chúng ta thấy là từ nãy đến giờ thì trong vòng mới có mấy phút thôi thì bác sĩ đã đang thực hiện những bước bấm mí Multipoint rất là nhanh và sắp hoàn thiện một bên mí. Cái ưu điểm của bấm mí Multipoint này là chúng ta dùng rất là nhiều điểm để nguồn chỉ, và cái việc nhiều điểm nguồn chỉ này thì sẽ tạo ra được cái nếp mí căng tròn và đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Nhiều so với những phương pháp bấm mí của truyền thống ngày xưa. Dạ, bác sĩ đang đến những đường may cuối cùng tại mí. Đây là một khách hàng đến với chúng ta ngay, là một khách hàng nữ rất là xinh đẹp với độ tuổi ngoài 20 thôi. Và các bạn nhận thấy rằng là cái việc bấm mí tân mí to Multipoint này thì hoàn toàn là không gây đau đớn gì, đúng không? Khách hàng của chúng ta còn đang mỉm cười khi mà tôi hơi nói nhịu một chút rồi, đúng không? Vâng ạ, bởi vì Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam thì hàng ngày rất nhiều khách dịch vụ, và Tony cũng như bác sĩ phải chăm sóc rất nhiều khách và chia sẻ với các bạn rất là nhiều, nên là đôi khi mà Tony nhiều khi live stream là hơi nói nhịu một chút thì cũng mong các bạn thông cảm, đúng không? Đấy, đúng không? Rất là tinh tế, đúng không? Rất là tinh tế mà các bác sĩ đang thực hiện, đúng không? Chúng ta thấy rằng là các bạn có nhận thấy rằng là Tony cũng nhận thấy rằng là những cái nếp mí đã được hình thành rồi đó. Các bạn thấy không? Hoàn toàn là không có chảy máu gì, đúng không? Đó. Và sự phối hợp giữa các ekip, giữa bác sĩ phẫu thuật này và giữa bác sĩ phụ này. Đó. Và một sự thoải mái của khách hàng sẽ đem đến một kết quả thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng hồi hộp để chờ xem rằng cái kết quả mà sau khi bác sĩ thực hiện bấm mí Multipoint nó sẽ như thế nào ạ. Dịch vụ này là dịch vụ độc quyền tại Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam các bạn nhé. Livestream này thì chúng tôi đang thực hiện tại Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam Hà Nội, địa chỉ 190 Trường Chinh. Rất là đẹp, đúng không? Em có đau không? Dạ không ạ. Đấy. Nào, chúng ta hãy cùng đánh giá mí của bạn. Bác sĩ sẽ cho nhìn, các bạn ấy nhìn rõ được. Nhìn lên trên này. Nhìn thẳng đây. Chúng ta thấy ngay được là sau khi bấm Multipoint thì cái đường mí đã tròn từ khóe mắt đến đuôi mắt, và cái đuôi mắt thì bác sĩ tạo ra một sự vách rất là đẹp. Và đây là cái hình ảnh trước của khách hàng, đúng là một bạn nữ rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Và được càng được xinh đẹp hơn, hoàn thiện hơn với đôi mắt hai mí, đôi mắt cửa sổ của tâm hồn, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi khách hàng của chúng ta sẽ được thực hiện bấm Multipoint ạ. Rất là tuyệt vời. Vâng, bác sĩ đang thực hiện bên mắt trái còn lại ạ. Đúng không ạ? Bình thường thì các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam thì bấm mí này thì không đến 10 phút đâu ạ. Nhưng mà hôm nay thì để chia sẻ với các bạn và để các bạn hiểu rõ hơn thì các bác sĩ đang thực hiện rất là chậm, để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái quy trình phẫu thuật. Công việc như này bác sĩ ơi, một ngày thì bác sĩ trung bình một ngày bác sĩ phải thường thì bấm bao nhiêu mí cho khách hàng ạ? Bao nhiêu khách hàng thì được bác sĩ bấm mí trong một ngày ạ? Khách hàng lượng bấm mí của tại Bệnh viện Thẩm mỹ Khang Nam thì tương đối nhiều các bạn nhé. Dạ. Bởi vì bạn trẻ gần Tết rồi, các bạn trẻ thắm cho đôi mắt cho đẹp để đi ăn Tết, và dạ, những người thì là thích bấm mí một ngày khoảng 5-7 khách về riêng về bấm mí. Với một đây nè, đây là chúng ta các bạn nhé, với bác Rossi thì một ngày bấm khoảng 5-7 bạn nữ như thế này, và chưa kể đến những bác sĩ khác thì chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu bấm mí làm đẹp thì ngày một tăng cao, và rất là nhiều các bạn nữ và các bạn trẻ ở Việt Nam, đúng không ạ?
và chẳng cần phải đi đâu xa đúng không? Tại ngay Việt Nam chúng ta với bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam thì cũng đặt công nghệ Hàn Quốc, nên là các bạn hãy đến với bệnh viện Cang Nam để sử dụng những dịch vụ đạt chuẩn quốc tế các bạn nhé. Các bạn không cần phải đi đâu xa đâu ạ. Hãy đến với chúng tôi bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam, địa chỉ 190 Trường Chinh, Hà Nội ạ. Ngoan. Theo như đồng hồ livestream thì từ nãy giờ chúng ta livestream được khoảng hơn 5 phút. Đó, mà bác sĩ đã bấm gần xong 2 mí cho khách hàng rồi ạ. Rất là đẹp đúng không? Rất là tuyệt vời. Đúng không? Chúng ta thấy rằng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Vậy. Vâng, rất là thật là tuyệt vời đúng không? Con đèn chiếu sáng ấy, còn sáng cái đó vậy. Nó đẹp, tâm rất là đẹp mấy bạn. Này sau này mà thật là một cơ hội rất là tốt khi mà chúng ta được tận mắt chứng kiến cái quy trình bác sĩ thực hiện bấm mí. Bác sĩ với đây là với những khách hàng này chúng ta được bấm mí thì thường độ tuổi mà chúng ta hay bấm mí là thường độ tuổi thì bao nhiêu ạ? Độ tuổi của khách hàng bấm mí từ khoảng 18 đến 24 bạn nhé. Vâng, tức là độ tuổi đấy chúng ta thường gặp mà bấm mí nhiều nhất đúng không? Đúng rồi. Bởi vì sao thưa bác sĩ? Bởi vì cái số lượng gắt thưa nó ít. Cho nên những người nhiều tuổi hơn nên số lượng gắt thưa nhiều. Giờ cả cái thẩm mỹ hoặc cả cái chỗ khác hay bấm mí, nhưng cả cái chỉ định có thể là không chuẩn vì cái chỉ định của bấm mí nó đúng ạ. Các bạn khi làm đẹp thì các bạn lên đến những cơ sở uy tín, ví dụ như là bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam ạ. Đây ạ, chúng ta hãy cùng nhìn là so sánh đẹp quá đúng không, các bạn có thấy đẹp không ạ? Thực sự là Tony rất là ngưỡng mộ bác sĩ Rosie với đôi bàn tay rất là khéo ạ. Vâng, rất là đẹp. Và một lần nữa chúng ta sẽ theo dõi hình ảnh trước. Vâng, khách hàng ngồi chúng ta được bây giờ thì em cho khách hàng khai trương em ạ. Ok đây ạ. Đây, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong quá trình bấm mí và bác sĩ sẽ kết thúc được chưa? Đây. Nào, em cầm này, em cầm một cái cầm này. Đấy, bác làm cả sụp. Cầm sao cho. Đây, khách hàng chúng ta đó. Ok cho em. Rất là đẹp đúng không? Chúng ta hãy kết thúc livestream này tại đây và chúng ta hãy nghe cái sự chia sẻ của khách hàng chúng ta được kết thúc buổi livestream này. Đúng, em có thể chia sẻ một chút và cảm nghĩ của mình và những cảm xúc của mình với bác sĩ vừa thực hiện cho phẫu thuật mình không để chúng ta kết thúc buổi livestream tại đây ạ? Dạ, em cảm thấy rất là hài lòng và rất là nhiệt, các bác sĩ rất nhiệt tình trong ca phẫu thuật này ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là chân thật. Đúng là bạn ấy rất là vẫn còn đang xúc động nhưng không chia sẻ được nhiều. Chúng ta kết thúc buổi livestream tại đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream sau. Chúng ta hãy cười tươi để chào các bạn nữa. Dạ. Rồi.